Nhiều bộ phim Thừa Hoan Ký đóng cùng Dương Tử, Hứa Khải hưởng lợi khi lượng fan hâm mộ của anh tăng chóng mặt. Dù là ngôi sao có lưu lượng cao nhưng Hứa Khải nhiều năm qua vẫn không được đánh giá cao về diễn xuất. Chính vì thế ban đầu việc Hứa Khải và Dương Tử cùng nhau hợp tác trong phim Thừa Hoan Ký dấy lên nhiều tranh cãi. Với riêng Dương Tử, không ít khán giả cho rằng Dương Tử đã quá tuổi đóng ngôn tình thần tượng. Thậm chí những dự án trước đó thuộc chủ đề này của cô đóng chính đều nhận về những tranh cãi trái chiều từ khán giả. Trong đó với riêng Hứa Khải, sau khi gây chú ý nhờ đóng Phú Sát Phó Hằng trong Diên Hy Công Lược, Hứa Khải chưa tạo được dấu ấn với các dự án khác. Thậm chí nam tài tử trẻ còn bị chê là hay đóng phim rác khi các dự án anh tham gia đều không được đánh giá cao. Tuy nhiên khi lên sóng, dự án Thừa Hoan Ký thu về thành tích bất ngờ. Tencent Video công bố Thừa Hoan Ký đã vượt mốc 2 triệu lượt khán giả đặt trước và các chỉ số về phim cũng được đánh giá tích cực. Trong bảng xếp hạng chỉ số nhân vật truyền hình, vai diễn Mạch Thừa Hoan của Dương Tử đạt 9,09 điểm và xếp top 1, vai của Hứa Khải Diêu Chí Minh cũng xếp top 4 với 8,91 điểm. Về chỉ số phim chiếu đài, Thừa Hoan Ký đạt 85,84 điểm và xếp top 1. Khốc Vân cũng công bố các chỉ số về phim Thừa Hoan Ký, trong đó với Khốc Vân, rating thực của phim vượt quá mức 2% trong 2 ngày liên tiếp, trong đó rating đạt đỉnh là 2,4068%, hiện phim đứng đầu trong tất cả phim truyền hình đang chiếu. Mức độ nổi tiếng của hai nhân vật Mạch Thừa Hoan và Diêu Chí Minh của Dương Tử và Hứa Khải cũng vào top đầu bảng xếp hạng V-Linkage ngày 13 tháng 4 với vị trí top 1 và top 4. Hiện Thừa Hoan Ký do Dương Tử Hứa Khải đóng chính đang lên sóng và được thảo luận rất sôi nổi. Đến thời điểm hiện tại, mặc dù nhân vật Diêu Chí Minh của Hứa Khải chưa có quá nhiều đất diễn nhưng cũng đã gây ấn tượng trong lòng khán giả. Với lời diễn tinh tế dí dỏm, Hứa Khải hóa thân thành chàng tổng tài độc miệng nhưng dễ mềm lòng, nhân vật Diêu Chí Minh của anh gây ấn tượng vì sự đối lập trong cuộc sống riêng tư và khi làm việc. Trong công việc thì Diêu Chí Minh sẵn sàng bày mưu tính kế để đạt kết quả tốt nhất cho công ty. Anh là người công tư phân minh và vô cùng quyết đoán, rất có phong thái của lãnh đạo một tập đoàn khách sạn lớn. Trong cuộc sống, Diêu Chí Minh hiếu thảo với bà nội, gia đình là trên hết đối với anh. Đó là lý do vì sao Diêu Chí Minh rung động với Mạch Thừa Hoan, vì hai người đều rất xem trọng gia đình. Có thể nói Thừa Hoan Ký đã vực dậy niềm tin về năng lực của Hứa Khải trên con đường diễn xuất. Thừa Hoan Ký đã tạo ra nhiều lần đầu tiên cho Hứa Khải, như lần đầu tiên được tự mình lồng tiếng, lần đầu tiên có phim truyền hình rating phá mức 1%, lần đầu tiên được khen ngợi diễn xuất. Thành quả ngày hôm nay khiến người hâm mộ nam diễn viên không khỏi bùi ngùi xúc động. Với đà phát triển của Thừa Hoan Ký hiện nay, hứa hẹn trong thời gian tới nhân vật Diêu Chí Minh của Hứa Khải sẽ còn bùng nổ hơn nữa. Theo truyền thông Trung Quốc, sau một tuần phát sóng, Hứa Khải tăng hơn 309.000 fan hâm mộ trên Weibo. Thank you for watching our video. Don't forget to subscribe to our channel and hit the like and share buttons to update the latest news of the day.